video trên kênh YouTube U Vang Mở Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mở Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý vân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
để cảm ơn tỉnh quý vị. Kính thưa tỉnh quý vị, quý trân trọng và quý mến, mỗi con người khi sinh ra và lớn lên, ai có hẳn cho mình những mong ước, anh sẽ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc bên mái ấm gia đình yêu thương. Qua gia đình của hai bác và chị đã cùng nhau vươn trải mọi cuộc sống khó khăn, tích góp được khoản tiền nho nhỏ để rồi hòa chung một tiếng nói. Và sau 6 tháng khởi công cùng với bàn tay của người thợ khéo léo cùng với gia đình giúp đỡ thì đã xây dựng nên một ngôi nhà khang trang sạch đẹp. Ở đó có bếp lửa hồng, có tiếng cười đùa của trẻ thơ, và ngôi nhà được mọc lên tại bản Ban xã Sam Mướn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, quê thân thương yêu dấu của chúng ta. Và đó cũng chính là kết quả của sự phấn đấu sau bao nhiêu ngày mệt mỏi và niềm vui, niềm hạnh phúc ấy của ông bà khi giờ đã có cho mình một nhà khang trang sạch đẹp mà hai cô hằng mong ước. Và niềm vui, niềm hạnh phúc ấy đã được nhân lên rất nhiều lần khi giờ đây có sự hiện diện đông đủ toàn thể quý vị, bất chấp thời gian và ngọc cao quý của mình trở về đây hòa chung niềm vui, chung niềm hạnh phúc tại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Và sự hiện diện đông đủ toàn thể quý vị là món quà vô cùng ý nghĩa, là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm vinh dự đối với gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ tư, ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức ngày 10 tháng 10 năm Quý Mão, tại bản Ban xã Sam Mướn, cùng với sự hiện diện của tuổi quý vị. Và không để quý vị chờ lâu nữa, con sẽ trình trọng thông báo lễ mừng tân gia đại cát của gia đình ông bà. Xin giới thiệu Phan Văn Tô. Một chào tất cả quý vị ơi. Sở chiếc bò chiếc mè chiếc non sườn nọ, khi nào chưa lo hoàn toàn rú bản bản sầm mướn, mít cốt nung sòng sườn bày các mướn tới ngày cô mè bên lòng bản cuống bản tở nát nở sòng huyền sáng xá, các bánh là bia băng càng khẳng đại quà cài tăng mới tỏ nặng ấy cũng phải mới đi. Chiếc con đến tô lành của sở chiêng từ trường phủ chơi đi, chiêng bí thư phủ cho quảng, chiêng phủ trang tánh sẵn lại bản mướn mà hòm, sở chiêng số mai thành điện tuổi nóng khăn chai, chiếc các ý khăn chăn trang dòng khăn chân bánh năng tiền, con vẫn lo con trao cả làng ải luôn ngay phải các ba lường ý, các chiếc kim tóc vàng tóc cuốn tó huyền tó xá, có hơn này vì hy là khẩu thì đẹp chém ngăn, về bông bá chẳng nhằm nằm bố cuốn, lớn xào sập phàn đi dọc trên lại ma co sáu lọ to cát, trên lại chấp hỏi nặng đúng nặng ta, coi hạt phanh cả vùng sống cá, các thứ ăn để xào mới để tàu diệt chi, phải hay tàu xài phải na tàu cam. Trên hay cầu biển cũ dệt na cầu biển trường quản trường o màn nương ngân hò để nếp hòa sứa ngân nhớ để pha ngân than trắng lẻ mềm quang bót sẽ nhớ bày tán say sẽ hòa lai bày tán ngòi cho bót thơ cả mất tè buồn mài thơ giỏi mát say say hương sóng hàn sàm hàn tiếng bàn mấy hương làng sùng hờn xưa tay bản trắng lẻ trời lăng mốc chờ co sao quân địa phú ông ra dàn bước ma bước đi mới sai trắng kiếm lẻ ma mới quà trắng kiếm hà lầy trắng kiếm phát kiếm hòm kiếm phát hà nó mấy mùa nhớ mãi tì quay pi mất cả dây phán khảo nói nâng đã sầu cắn mấy bò mè phần lòng bàn quấn bàn tờ na ngừa mắt thèn tòm hòm muôn muôn mưng chung tỏ hơn mai lúc phải mới đi cái này bưng mi sằng ẩn xưa mi chén lò hòm nưng ít chút nhỏ ở tết ngày bò mè phía lòng bản cũng hao bên đi phở cầu hàn mặn dưng dệt sằng thảo mắt lầy cày hỏi ân tình ai chúng ai có nghe bò mè phía lòng bản cũng hao ơi ta xin kính mời ban lễ tân phục vụ của gia đình của chúng ta hãy cho phép bản thân hoàn toàn vài lễ rượu không ạ.